Xin chào buổi sáng các anh chị và các bạn. Một buổi sáng ngày mùng 4 tháng 6 ấy. Đêm ngày hôm qua thì có mưa nhé các bác nhé. Có mưa thì thời tiết nó hạ hơn này. Và mưa thì có lẽ là tầm 2-3 giờ sáng ấy. Mưa thì ảnh hưởng đến cái việc bẻ vải của bà con không. Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi mà vải chưa đông các bác ạ. Tuy nhiên là công tác bán vải thì cũng đã rất là tấp nập rồi. Hiện tại em đang có mặt tại ngã Ba Kép đây. Thì từ Phì Điền xuống dưới này khoảng 6 cây anh chị nhé. Thì đó là những cái địa điểm trung tâm để mua vải để các bác lần đầu xem này các bác, hoặc là các bác ở những nơi khác các bác hình dung ra được. Đó là từ trên cái đoạn Phì Điền đúng nhà cầu chất Phì Điền này khoảng 6-7 cây. Dọc đường thì có rất nhiều cái cửa cân nhưng người ta cũng cân lẻ tẻ. Còn đây là những cái gọi là trung tâm đúng nhỉ, cái gọi là ngã ba ngã tư thì vải người ta đổ về nhiều hơn đúng nhỉ. Đấy thì để nói như vậy để các bác sẽ hình dung được. Vậy thì giá vải ngày mùng 4 tháng 6 như thế nào? Giá vải U Hồng, vải Thanh Hà đúng nhỉ? Và có vải Thiều Ngọt hay không? Thì các bác sẽ cùng em đi vào tham khảo nhé. Thì trước khi xem video, kênh như các video mà có bổ ích, thú vị đúng nhỉ? Mà các anh chị cảm thấy là rất là phù hợp thì các anh chị có thể cho em một lượt like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào. Các bác ấy không thấy được thì các bác đi thẳng lên trên, phía trên này là khoảng 5 cây nữa là đến Phì Điền. Đấy. Là khu vực ở trên đấy thì các địa điểm cân nó cũng sẽ nhiều hơn nhé. Nhưng mà ở dưới này thì cũng không kém các bác ạ, ngã Ba Kép. Đấy, cụ thể như nào chúng ta sẽ cùng đi vào nhé. Những cái xe tăng bo u trứng nhỉ. U trứng thì được bao nhiêu anh nhá? 10k. U trứng hàng rất tròn rất đẹp, 10.000 nhé. Hàng đẹp. Đẹp thế mà 10.000 thôi. U hồng của anh được bao nhiêu? U hồng của anh được giá bao nhiêu đấy? 9k. Vâng, 9k. 10.000. Hàng đẹp. Rất u hồng. U trứng. À u trứng, đây u trứng nhỉ. Thì mua thì ở đâu chẳng qua là chỉ đi chợ. Với nhau được bao nhiêu? Đây là 80.000 cân. À, 80.000 10 cân đúng không? 80.000 chục cân. Ờ rồi. 80.000 chục cân đó. Ở dưới này thì đa phần là u hồng nhiều này, cửa này cân Thanh Hà các bác nhé. Đấy, vậy vào phía trong để xem là Thanh Hà ở đây cân giá bao nhiêu nhé. Đấy, u hồng, u trứng 8.000 một ca, cân 8k. Thanh Hà với nhau được bao nhiêu đấy? Bao nhiêu? 15 ở đâu vé không? Em thử xem vé qua để các bác nhìn thấy nhé. 15k các bác ạ, Thanh Hà tại ngõ Kép đấy anh ơi. Đó. Rất là ok, chắc là hàng này. Hàng của anh được 15 à? Chào nhau hết rồi. Chào nhau. 15k các bác nhé. Đấy, phía bên kia cũng cửa cân Thanh Hà cũng rất là nhiều. Đấy, phía dưới đó cũng vào đây xem cái cửa này, cân Thanh Hà có đẹp không nhé. Thanh Hà của chị được bao nhiêu chị? 13. 13k. À. 13.000 ạ. Vâng, hàng này gọi là hàng số, hàng số không. Trời như là cũng lại chuẩn bị muốn đổ mưa rồi các bác nhé. U trứng nhé.
Ú trứng của anh được trả bao nhiêu rồi? Trả 10 đây. 10 à? Chưa bán à? À vâng. U trứng 10k, quả như quả trứng. Mã nó vẫn còn đang vân hồng lên. Phía này, phía trên này cũng có rất nhiều cửa cân các anh chị nhé. Lên đường Biên Sơn, còn phía dưới này nữa. Đấy, dọc lên đây. Đấy, vậy thì vào phía trong này xem là giá vải của anh em ở phía trong này xem được bao nhiêu các bác nhé. Của anh được bao nhiêu? 15. 15 à? Có vé không? Em thử nhìn qua cái. Có vé không? Em thử nhìn qua cái xem mà. À đây. 15k. Đây. Của anh cũng được thế à? Đây, thử xem vé. À 14k. Rồi. Nó dao động 14 15k đây. Đây, phải 14k đây. Xe của chú được bao nhiêu? 13k. 13k của chú hết hơi rồi, bán xong là và vừa thay thôi, xe hết hơi rồi. Và 14, 15, 13, 13, 14, 15 các bác nhé. Của anh được bao nhiêu? 15. 15 à? 15k. Thanh Hà 15k đấy anh nhé. Đây vải chú ơi nhờ. Mấy ông YouTube quay đẹp vậy nhá. Vâng. Hôm nay các bác cái bảo vải mưa, bởi vì hôm nay do trời mưa các bác ạ. 6 giờ đây, trời âm u chứ còn bình thường như mọi hôm thì vải ra rất nhiều, thì đương nhiên nó sẽ báo hiệu là khoảng tầm 7 8 giờ sẽ ra nhiều hơn nhé, và sẽ đông tắc đường nhé. Vải hôm nay thì thấy bác nào cũng bỏ thưa thế. Vải sao mà thưa thế nhỉ? Có lẽ ở phía trên chỗ khu vực Tỳ Điền, Làng Áp rồi Tân Quang cái thứ hôm nay cửa cân mở ra cũng rất là nhiều các bác nhé. Cửa cân mở ra rất là nhiều, đấy cân hàng đẹp, hàng xịn, hàng gọi là giá cao đấy, mình cứ gọi dùng từ hàng xịn đi. Thế thì vải đẹp giá cao, thì cao như thế nào thì lát cũng sẽ mời các bác lên phía trên đấy, khu vực trên đó nhỉ, để các bác cùng tham khảo với em. Đấy, thì hôm nay thì cảm thấy ở Nga Ba Kép này rất là quang vải, ít vải. Một thì cũng thể là do trời mưa các bác nhé. Trời mưa, đêm qua mưa, bây giờ vẫn lại muốn mưa nữa. Mưa thì tất nhiên là bẻ vải nó ngại. Thứ hai là có khả năng là các cửa cân người ta cũng mở ra nhiều hơn các bác nhé. Còn giá ở Kép này thì Thanh Hà từ 10k, 12, 13 đến 15 đấy. Đấy. Chưa thấy cửa và không có thấy cân được hàng đẹp, bởi vì hàng đẹp phải chuyển lên trên nhé. Cao nhất 15 mà chị ơi. Cao nhất được bao nhiêu chị? Nếu hàng cao như nhà chị mua hàng xô xô thôi, nó từ 17 đô lại. Tức là hàng xô đấy chứ không phải hàng đẹp nhỉ. 15k. Hàng xô thôi chứ không phải là đấy. Vâng. Ở đây em toàn thấy mua hàng xô nhỉ? Độc xô, mới ở đây nó không có phải đính, phải đẹp. Đấy, ở đây thì tập trung giá nó hàng nó xô, không phải hàng đỉnh hàng đẹp nhé. Hàng đỉnh hàng đẹp thì tại Tân Quang Tỳ Điền các bác nhé. Nếu các bác thực sự có vải đỉnh, vải đẹp thật sự thì anh chị mang lên Tân Quang Tỳ Điền anh chị bán, nhưng phải biết cỡ vải nhé. Bởi vì nhiều bác thì cũng năm ngoái, năm kia cũng báo em là mang chuyến thật đỉnh lên, thế nhưng mà lên đỉnh trên đấy thì vẫn chưa so và người ta cũng không mua của các bác. Thứ nhất là màu mã rồi thì chất vải, tóm lại là cái độ tươi, độ đỏ nhỉ, loại độ đẹp nhỉ thì nó chưa lại được. Đấy thì các bác cứ tham khảo. Thì xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi một cái chút giá vải tại Ngã Ba Kép nhé, trong cái buổi sáng ngày mùng 4 tháng 4 này. Đấy thì chúc các bác sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Các bác khi xem xong video các bác cũng không quên để lại một lượt like, chia sẻ như là đăng ký kênh. Nếu các anh chị thấy thú vị, bổ ích
xin chào, cảm ơn các anh chị.